tối 8 tháng 1, lực lượng chức năng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng chuyên sản xuất pallet gỗ trên địa bàn. Thông tin ban đầu vào khoảng 21 giờ, người dân sống trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12 bất ngờ phát hiện thấy khói lửa phát ra từ nhà xưởng chuyên sản xuất pallet gỗ đóng tại đây. Thời điểm này thì khu nhà xưởng đã bị khóa cửa ở bên ngoài, người dân cùng nhau phá cửa, cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo thì đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, đám cháy được dập tắt sau đó. Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong nhà xưởng bị lửa gây hư hỏng, chưa ước tính thành tiền. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.